8 loài hoa dâng lên bàn thờ để thu hút các khí, đón phúc lộc vào nhà. 1. Hoa cúc vàng là biểu tượng của sự sống, phúc lộc và may mắn. 2. Hoa hồng mang ý nghĩa ngập tràn may mắn, sự trường tồn vĩnh cửu. 3. Hoa huệ ta là biểu tượng của sự thuần khiết, thanh tao và trang nhã. 4. Hoa cúc đồng tiền mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, tiền tài và thịnh vượng. 5. Hoa đào là tinh hoa của ngũ hành, có thể xua đuổi ma quỷ. 6. Hoa mai thể hiện sự may mắn và giàu sang phú quý. 7. Hoa sen là biểu tượng của sự thanh khiết, nhẹ nhàng. 8. Hoa cúc bình bông mang ý nghĩa của đủ đầy, sung túc,